Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì hôm nay Rạng về tiếp tục cái mẫu cần Coastline, mẫu cần bạo lực mà trong thời gian qua được rất nhiều anh em cần thủ yêu thích nha mọi người. Với dòng cần này cho anh em đánh bạo lực thoải mái luôn. Và hôm nay Rạng về cái mẫu khoen và bát Fuji. Bát Fuji là Fuji tem vàng nha mọi người. Đây, bát Fuji, khoen Fuji luôn, khoen Fuji và khoen bướm, và cần cán mút 3 đốt nha mọi người. Ở đầu cuối của cái cán là phần cao su, phần cuối của chúng ta thì khoảng 20 xăng nha mọi người, phần giữa thì khoảng 10, phần trên cũng khoảng 20 xăng, vừa cầm tay chúng ta đây. Và với dòng cần này chúng ta thì mang thương hiệu của thằng Coastline nha mọi người. Thương hiệu Coastline khá nổi tiếng với anh em cần thủ trong thời gian gần đây, và được rất nhiều anh em ưa chuộng cái sản phẩm của Coastline, từ cần tầm trung cho tới tầm cao luôn. Thì cây này thì cũng dạng tầm trung, tầm thấp hơn thì anh em có cái dòng cán bằng phủ keo thì anh em cũng rất là ưa chuộng. Và dòng này là anh em cho anh em đánh hồ, sông hồ vậy, cho anh em đánh bạo lực thoải mái, và cũng được rất nhiều anh em cần thủ ưa chuộng với dòng cần Coastline này. Và với dòng cần Coastline này của chúng ta thì chất liệu là cần bọng carbon 2 da xoắn caro nha mọi người. Đây mình kỹ, xoắn cũng là xoắn caro, cực kỳ đẹp nha mọi người. Carbon 2 da xoắn caro và khoen bướm. Đây, khoen cánh bướm với chỉ màu đỏ nha mọi người, chỉ màu đỏ và có màu trắng. Đây, chỉ đỏ, phôi thì phôi đen, chỉ đỏ nhìn rất là đẹp nha mọi người, rất là nổi. Đây, nhìn cái cần của chúng ta rất là đẹp. Nhìn kỹ cái phôi carbon nhìn rất là thích nha mọi người. Và đây là một số thông số của cần nha mọi người. Size XH 300 là 300 cm, cần 3 m nha mọi người, cần 3 m. Tải chì 120 cho đến 240. Nhưng mà với dòng cần này thì khả năng tải chì nó cao hơn nhiều nha mọi người. Và tải cá thì khoảng 37 tới 40 kg vô tư cho người đánh bạo lực thoải mái. Bát Fuji, chính hãng Fuji, nhìn rất là đẹp, tem vàng nhìn rất là đẹp, và bát rất là trơn tru nha mọi người. Viền đỏ, cán mút thì màu đen, viền đỏ và cần đen, chỉ đỏ luôn, nhìn rất là đẹp. Và với dòng cần này chúng ta tổng cộng có 8 khoen nha mọi người. Khoen đề 3 nó cũng khá là to, và nguyên dàn khoen của ta là khoen cánh bướm nha mọi người. Đây, cánh bướm cũng rất là to, khoảng 3 ngón tay của Rạng. 8 khoen tính luôn đầu bu, và đầu bu chống sắn đọt 3 ly 8 nha mọi người. 3 ly 8, cần này đánh rất là khỏe luôn, cho người đánh hồ dịch vụ là ok luôn. Mọi người đánh hồ dịch vụ thì cá tầm mười mấy ký thì mọi người không cho quay đầu luôn nha mọi người. Với dòng cần này bạn có thử ở trên hồ Goldfish rồi. Goldfish thì cá tương đối là trung bình xuống dưới câu luôn 7-8 kg tới 15 kg, đó là cá thịt. Rồi với dòng cần đọt 3 đi 8 của Coastline này, cứ cá ăn là cứ không cho quay đầu. Ăn thua là cái lực của mình có chịu nổi con cá hay không, chứ cần này thì nó khỏe nha mọi người. Và đây là một số thông tin của cây cần. Nhà sản xuất có dán ở trên thân cần nha mọi người. Trend test là sức mạnh tải nữa người. Hai carbon gì đây, hai carbon nha, carbon cao cấp, và tránh sấm sét, tránh đường điện cao thế, vì chất lượng carbon này nó dẫn điện rất là tốt nha mọi người. Không tin mọi người mua về mọi người thử, nói đùa chứ thử là nó giật chết đó nha mọi người, thiệt đó. Và bây giờ Rằng xin sơ lược lại một chút xíu về cây cần này của chúng ta để cho mọi người hiểu sơ lược lại về nó. Thì cần này chúng ta là cần 3m, chất liệu là carbon 2 da, xoắn caro nha mọi người. Bát máy là bát Fuji, tem vàng cực kỳ chất lượng. Và khoen chúng ta là khoen Fuji cánh bướm rất là to, tổng cộng có 8 khoen tính cả cái đầu bu. Cần thì cần bọng 2 khúc, đọt 3D8 cho người đánh bạo lực thoải mái luôn. Và cân nặng của nó khoảng 400g, là 4 lạng đó nha mọi người, cũng khá là nhẹ, không nặng lắm. Mọi người có thể đánh máy phù hợp là 6, 7, 8 gì vẫn được cho mọi người, vẫn cân được hết. Thì với con này thì phôi của nó là phôi đen, và chỉ đỏ, phôi đen chỉ đỏ mọi người. Tên của cần là Kochi. Đây, phôi đen chỉ đỏ nhìn rất là đẹp, chỉ đỏ, viền đỏ luôn, mọi người. Đây, viền nó cũng là màu đỏ. Cán cũng là cán 3 khúc, đầu cuối của cán là cái cao su mềm, nhưng mà rất là chất lượng nha mọi người. Ok, với cây 3m này thì bên shop Rạng để cho người với giá là 1.250.000, cây 3m nha mọi người, 1.250.000. Thì giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển trong nội ô thành phố tiệm Rạng để cho người 30. Và cần này mình Rạng ship thì bỏ trong cái ống nước, nên mọi người yên tâm là cần đến tay mọi người thì bảo đảm 100% không vấn đề gì nha mọi người. Và trong ống nước thì bên trong Rạng sẽ cái bao nhung này đây, thì bên nhà sản xuất họ đã tặng kèm cho mọi người cái này để chống trầy xước cho cần thôi. Và cho vào ống nước thì Rạng sẽ bọc thêm một lớp chống sốc nữa để bảo vệ an toàn cho cái khoen của chúng ta khi di chuyển, nên mọi người yên tâm về cái phần vận chuyển. Thì phí nội ô thành phố thì bên Viettel Post, Rạng gửi hàng bên Viettel Post thì họ sẽ lấy khoảng 30, các tỉnh khác thì khoảng 40, xa hơn nữa thì khoảng 50 nha mọi người, 50-60 tùy cái vùng sâu vùng xa nữa. Thì khoảng 30 đến 60 ngàn ship toàn quốc cho mọi người luôn. Và tiền ống nước thì mình Rạng không có tính, mình Rạng sẽ chịu cái tiền ống nước đó cho mọi người, cho an toàn cần đến tay mọi người, một cách an toàn nhất thôi. Mọi người chỉ trả tiền cây cần là 1.250.000, và tiền ship thì tùy vào cái khu vực nữa. Nếu mọi người lấy thêm máy cước gì đó thì Rạng cũng có thể miễn phí ship cho mọi người luôn. Nếu mọi người có thể lấy thêm một số đồ nữa này, cần để giá là chỉ giá cần thôi, mọi người lấy thêm máy cước nào đó thì Rạng cũng có thể miễn phí ship cho mọi người. Ok, mọi người đặt hàng hãy liên hệ shop Rạng qua thông tin Rạng để góc trái màn hình nha mọi người, gồm số phía trên là số điện thoại hotline, mọi người có thể gọi hoặc nhắn tin cũng được, và số phía dưới là số Zalo, mọi người cũng có thể gọi hoặc là nhắn tin, hoặc là kết bạn Zalo và nhắn tin qua Zalo thì mình Rạng sẽ trả lời nhanh hơn. Hoặc là mọi người bình luận lại cái số điện thoại của mình ở phía dưới cái video clip này thì bên Rạng sẽ trả lời bình luận và liên hệ lại với mọi người để lấy thông tin thôi. Thì mình đang ship hàng bên Viettel Post nên cần đầy đủ thông tin nó rõ ràng. Mọi người cho cái số nhà, tên đường hoặc là thôn, xóm, ấp, xã gì đó cụ thể, thì bên Viettel họ sẽ mang hàng đến tận nhà mọi người luôn. Mọi người không phải ra tiệm shop gì lấy. Người ngồi ở nhà thì hàng về tới nhà chỉ tốn thêm vài chục ngàn tiền phí thôi. Ví dụ mình xách xe đi thì tốn thêm tiền xăng, rồi bây giờ bên họ vận chuyển thì coi như họ lấy tiền xăng nữa đi, thì hàng đến tận nhà. Thì trong thời gian đó chúng ta có thể làm được việc khác, còn nhiều việc khác đó mọi người. Cần thì bên shop Rạng giới thiệu sau thì bên Rạng sẽ giao cho mọi người đúng như vậy, không có sai hàng sai mẫu gì. Giới thiệu thế nào thì mọi người đặt thì mình sẽ giao đúng cái mẫu đó và đúng những gì trên clip mà bên shop đang quảng cáo, nên mọi người yên tâm về hàng và chất lượng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người đặt hàng thì liên hệ thông tin ở đây nha mọi người. Và mọi người đừng quên chia sẻ cái video để ủng hộ Rạng nha mọi người. Và mọi người nhớ subscribe, đăng ký kênh để theo dõi tất cả những video tiếp theo mà bên shop Rạng sẽ đưa lên. Và khi đăng ký mọi người nhớ bấm vào cái chuông kế bên để nhận được cái thông báo của YouTube, và đăng ký và bấm vào chuông thì hoàn toàn miễn phí. Khi Rạng có sản phẩm về up lên cái kênh YouTube thì tự động YouTube nó sẽ gửi cái tin nhắn đến cho mọi người, và mọi người chỉ vào đó xem thôi mà không mất phí gì hết. Tin nhắn đó là tin nhắn của YouTube, không phải là tin nhắn của nhà mạng nào hết, nên không tốn phí nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.